Anh thấy cuộc sống ở dưới IT nó cứ thế nào em ạ? Nó cứ buồn buồn. Nó cứ kiểu nó không được nhộn nhịp ấy. Tiếng Nhật thương mại thì BGT đúng rồi, đúng rồi. BGT thương mại đấy. Cái bằng BGT nó còn được đánh giá cao hơn bằng GLBT, thế nhưng mà có GLBT cũng cũng tốt. Đấy. Anh em nào mà có học tiếng Nhật thì các bạn có thể inbox mình nhá. Đây, ví dụ như bạn Trần Thanh vừa follow ấy. Trần Thanh follow chắc là tí inbox hỏi học tiếng Nhật rồi. Các bạn học tiếng Nhật các bạn cứ nhắn tin với anh em trên YouTube mà có muốn học tiếng Nhật thì inbox mình nhá. À mà vẫn có rất nhiều job cho các bạn nhé. Job tuyển từ đầu Việt Nam đang tuyển số lượng rất lớn. Đang tuyển số lượng rất lớn, rất nhiều ngành nghề. Từ thiết kế, lập trình cho đến bảo trì, bảo dưỡng. Anh có dạy kèm tiếng Nhật không ạ? Thôi em ạ. Dạy dạy tiếng Nhật. Thứ nhất là anh chỉ thích hợp làm những cái việc gì mà nó ăn tục nói phét tí thôi. Chỉ cần dạy tiếng Nhật thì thật ra anh cũng dạy được thôi, nhưng mà nó không phù hợp với anh em ạ. Cho em vô nhóm với nhóm để học tiếng Nhật á? Không, đây là khóa học tiếng Nhật bạn nhé, chứ không phải là nhóm. N4 không kinh nghiệm cơ hội không ạ? N4 không kinh nghiệm phải có L3. Đấy, cho nên là học tiếng Nhật đến N3 đi. Và inbox anh sẽ chỉ cho khóa học tiếng N3. Mẹ tự dưng có thằng nó hỏi anh, ủa em comment bị ẩn comment à? Không, anh không biết. Khóa học tiếng Nhật như nào vậy ạ? À? Các bạn đang học là mấy? Các bạn muốn tìm hiểu về khóa là mấy? Từ L4 từ L5 đến L2 có hết nhá. Anh em chi tiết anh em có thể inbox mình và mình sẽ có một bạn rất là xinh gái tư vấn cho L3 người L3 có L3 luôn. Inbox luôn. Vào việc. Chị Hồng à, mày lại chị Hồng à, chị Hồng mày làm tuyển dụng chứ không phải là tư vấn tiếng Nhật đâu. Có nhu cầu học lên thạc sĩ tiến sĩ không anh? Anh không. Chắc là nếu như có về Việt Nam mà gọi là mà làm quan thì khả năng là phải học, chứ cần làm dân thì thôi, anh không học. Chào anh, em có L2 nhưng vẫn đang là sinh viên năm 4. Lúc ra trường có đi không? Có L2 nhưng vẫn là sinh viên. Gần ra trường inbox anh. Học kỹ thuật nhá, học các ngành liên quan đến cơ khí, lập trình nhá. Em xin mấy job kỹ sư đầu Việt và inbox luôn. Inbox luôn. Anh em inbox thì có thể cho mình xin cái thông tin kinh nghiệm và tiếng Nhật nhá. Đã ví dụ như N2 đầu nhập thiết kế có job nào hợp lý không á? Rất nhiều. Riêng thiết kế có vứt đi không hết. Đẹp trai ăn cam cũng thấy đẹp trai thôi, anh xin mày đi Hưng ạ. Nhưng mà anh chưa có người yêu tên là Hồng. À thì ra mày có người yêu tên là Hồng, cho mày mày đi đâu mày Hồng đúng không? Không kinh nghiệm cũng được không? Không hiểu được, không hiểu được, ok luôn. Không kinh nghiệm cũng được. Nhưng mà anh em nào mà không kinh nghiệm là phải có tiếng Nhật L2 nhé. Đấy. Và không có L2 thì phải học L2 đi. Và bên mình cũng có khóa học L2 này. L3, L2. Tích hợp tiếng Nhật thương mại hoặc là tích hợp Kaiwa. Cái gì đây? Công ty xây sải, công ty xây hay xây dựng của Hạt Kèn vậy. Xây sải in cũng có mà xây dựng của Kèn cũng có. Thiết kế cơ khí bên đó ok không? Thiết kế cơ khí thì không bao giờ phải hỏi. Rất nhiều job. Nhưng mà cái video ngày hôm nay là quảng cáo khóa học. Cho nên là các bạn có thể hỏi về khóa học nhiều hơn được không?
Hôm nay có hai thằng nó bảo là đang như có một thằng từ khi nào anh làm nô lệ của đồng tiền vậy, mã thiên sư nó phải biết là từ ngày mình đăng video lên là mình bị tuyển dụng mà. Thiết kế không kinh nghiệm nên đi bảng thiết kế nào ok, thiết kế cơ khí không kinh nghiệm cơ khí nhưng phải có L2 nhá, L2 bằng cơ khí không kinh nghiệm thiết kế chỉ có sửa kinh nghiệm sửa có job luôn bạn muối bọn mình nhá. Kinh nghiệm 1 năm cụ thể như nào vậy, là kinh nghiệm cụ thể 1 năm đấy, kinh nghiệm đi làm công ty 1 năm đấy. N4 không kinh nghiệm chắc không chấp nhận, chắc chấp nhận đi 6.000 đô à. Thì mày mày bây giờ mày bỏ 3 triệu cho mày học một khóa L3 đấy đúng không, học có L3 xong là có job đi free, thế thì có phải là đỡ hơn là bỏ 6.000 đô ra không? Dự nghĩ bỏ 6.000 đô ra nhật đằng nào sang Nhật vẫn phải học, mà để bỏ 6.000 đô ra sang Nhật để còn không được làm công việc gọi là nhẹ nhàng, vừa mất tiền vừa làm công việc nặng nhọc thì tội gì không học tiếng Nhật đi đúng không? Mà đi học thật tình cờ mình cũng đang có rất nhiều khóa học tiếng Nhật để giới thiệu cho các bạn. Bằng N2 giao tiếp N3 được không anh? Được. Được. N3 thì ok chứ N4 thì khó. Đúng rồi N4 thì khó. Anh em phải chịu khó đầu tư mà học vào. Nói chung là đằng nào phải học thôi. Kể cả các bạn có sang Nhật hay các bạn không sang Nhật, kể cả các bạn ở Việt Nam các bạn cũng phải học. Bạn inbox nhà mình cũng muốn hỗ trợ các bạn đi kỹ sư free. Anh sinh ra làm sao rồi vẫn nghèo, vẫn nghèo em ạ. Nhưng mà sinh ra mấy thằng IT như mày nó lại hay. Hiệp ơi, Thảo ở Hà Nội em ạ. Còn nó ba tức là bốn chưa kinh nghiệm của job nào cơ khí không anh? Từ đầu Việt Nam mới có nhá, từ đầu Việt Nam có học tiếng đến cuối năm sau được là mấy, từ giờ hả, từ giờ học tiếng đến cuối năm sau tức là học từ đầu luôn hả, học từ đầu luôn á, đến cuối năm sau thì khả năng phải được là hai à không là ba, là ba thôi, đến cuối năm sau là ba. Ông để tóc lại đẹp đấy đâu, thời gian là nó mới nó lạ thôi. Thế vào nữa thì Đặng Xuân Trường vâng ạ, vâng học tiếng Nhật đi em. Mày có thể inbox rồi anh sẽ bảo một bạn xinh gái tư vấn cho mày học tiếng Nhật. Có duyên thì mới gặp được Thảo. Duyên đến cả đứa em cũng mồm mép. Ông bạn BK gì? IT nghèo quá lơ, lương 21 bạn. Mày cứ chê, từ từ nó mới lên chứ. Đúng rồi, học on mà, anh em ở đâu anh em học được? Học on anh em học ở đâu học được? Thật tình cờ, đúng rồi, thật tình cờ, thật bất ngờ luôn. Dạo này mình đang có rất nhiều khoa học tiếng Nhật cho các bạn. Kỹ thuật Nhật có tuyển không? Có nhưng mà hơi ít. Xin ninh tóc rồi hả? Xin ninh tóc khó nhỉ? Xin cái gì xin xin ninh tóc. Em điện ô tô nhiều đơn không? Nhiều. Nên học tiếng Nhật đi. Nói chung là bây giờ cứ phải có tiếng Nhật nói chuyện được. Giờ không biết bao nhiêu người có kinh nghiệm nhưng không có tiếng Nhật. IT đấy anh em, IT đấy. Làm game game ít job lắm.
chuyển việc bắt buộc N2, N3 không anh? 2 năm kinh nghiệm lương bao nhiêu? Mày cuối năm mày có N2 thì mày lo gì? Tăng lương ở Nhật 1 năm mấy mấy anh? Tăng lương ở Nhật 1 năm á? Nó tùy từng cấp em ạ. Em cấp càng cao thì tăng lương càng nhiều. Mà em cấp thấp thì tăng lương ít. Đấy, tức là nó coi trọng cái tính làm lâu năm ấy, làm lâu năm tại một công ty ấy. Làm ở Việt Nam 1 năm rồi qua Nhật hay đi ra trường luôn job IT. Nếu tìm được job đúng chuyên ngành, đúng chuyên ngành, đúng cái job mình yêu thích thì các bạn có thể đi luôn và ngay. Nhưng nếu như mà còn lại sang cho có và sang cứ sang là được thì lấy kinh nghiệm nhé. Em chào anh trai yêu quý của em giờ thế hạnh. Bây giờ này mày không học hành, mày không ngủ nghỉ đi à em? À, Hạnh em mới có học tiếng Nhật đúng không em? Nặng buổi live em nay là buổi live giới thiệu khóa học tiếng Nhật nhé, chứ không phải là tư vấn, vẫn tư vấn thôi nhưng mà tư vấn là phụ. Không nổi N2, học N2 có gì mà không nổi. Học N2 mày học thêm 1.000 từ vựng là mày thi ngon lành. Điện có job gì đó? Thiết kế điện. Thiết kế điện lập trình bảo trì bảo dưỡng. Lập trình BDC. Trên nguyện lợi nghe N2 như nào, cắm 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 tai nghe và nghe. Nghe cái app radio ấy. Nó là rảnh cứ rảnh cắm tai nghe và nghe. Anh ơi học an toàn thông tin. Ủa tưởng mọi người bảo an toàn thông tin nhiều với công nghệ thông tin. N2 có tối ích hay N1? Không tối ích thì ổn hơn. N1 có tối ích. Anh dạy tiếng Nhật thì em học à? Thôi. Thôi em ạ. Anh có thể tư vấn thôi chứ còn anh dạy thì anh không dạy được. Anh chia sẻ cách đạt N2 đi. N2 các bạn chỉ học hết mimi cara bôi được một 1.000 từ đấy, 1.000 từ đi thi đỗ luôn. Còn điểm cao thì có muốn điểm cao thì các bạn còn học nhiều cái tài liệu khác. Nhưng mà học N2 vẫn phải học kanji, vẫn phải học kanji và vẫn phải nghe, vẫn phải nghe. Học Shinkansen ở ngữ pháp nữa, học khoảng 200 ngữ pháp. 200 ngữ pháp coi như là 200 từ vựng. Anh cũng kỹ sư nương giòn của anh, nương cũng cũng giòn, cũng giòn. Nhưng mà phải có tiếng Nhật mới giòn nhá, học tiếng Nhật đi. Đấy quên mất thì ngồi chém gió bốc phét đi. Review lại cho anh em một vài khóa học tiếng Nhật video được booking có tiền nha, anh em thông cảm nhé, chịu khó cho mình quảng cáo vài giây. 30 ngày thần tốc đỗ là 4 này, 45 ngày để đỗ là 2 là 3 này. Đấy, N2 N3 phiên bản kết hợp Kai Qua này. N2 N3 xong rồi kết hợp với cả tiếng Việt thương mại này. N4 N5 kết hợp Kai Qua, tức là dành cho các bạn mà gọi là mới sang Nhật đấy. Đấy thế thôi. Em nào học tiếng Nhật thì anh em inbox mình. Nguyễn Tuấn Ninh ơi, anh vẫn ai TikTok đây Ninh ơi. Cái gì thứ bảy tuần sau sinh nhật em anh ơi à? Kinh Dũng mua đi học ok không?
Ok, Nguyễn Tuấn Ninh nhé. Anh vẫn đang like TikTok này. Mày mày về xem đâu ấy. Linh Linh đang sống ở đâu ấy, Linh? Mày sống ở chỗ nào Hà Nội đấy? Trong đêm tối mà đi về đâu? Chờ em qua TikTok, ok. Qua đây. Anh chỉ kênh luyện nghe thì anh luyện nghe thật, chính ra là các bạn tức là thứ nhất là có hai kiểu nghe, mình đang nghe hai kiểu, là thứ nhất là cứ cắm tai nghe vào nghe, và nghe cái kiểu thứ hai đấy là nghe đi nghe lại, nghe bây giờ thuộc lòng cái đoạn đấy thôi. Đấy là hai kiểu nghe, và kiểu nghe mà cũng rất là và kiểu nghe mà cũng rất là gọi là làm cho cái tai mình nó được thông, đấy là xem anime nhá, xem nhiều vào. Mỗi ngày sẽ ăn cơm, các bạn xem độ khoảng một tập phim thôi là cái tai của các bạn nó sẽ thông ngay. Hoặc là bốn inbox anh qua TikTok của anh, đúng rồi, anh em mà học tiếng Nhật anh em inbox mình qua TikTok nhá. Em anh nghe podcast, ừ nghe podcast được, nhưng mà cố gắng gọi là nghe đi nghe lại, nghe cho nó thuộc cái đoạn đấy đi, thì cái đoạn đấy nó sẽ là của mình. Các bạn thuộc đoạn đấy thì ví dụ mà khi đi tàu ấy, hay đi chơi ấy, cắm tai nghe vào nghe. Thằng này lúc nào mà gọi là ngồi tàu không biết làm gì thì cầm cái điện thoại ra, cầm cái điện thoại ra mà nghe cho nó hết một một video, xong mình nghe đi nghe lại, mình thuộc cái đoạn đấy. Em bên Mieto có vào cùng lợi cái quang anh nghỉ không? Anh đang booking cho một trung tâm khác em ạ. Nhá. Mày anh đang booking trung tâm khác, mày khỏi trung tâm khác này vậy. Video này đặc là có tiền đấy cho nên anh không cần. Không. À, Dũng mua đi là book sách thôi. Còn khoa học là một trung tâm khác. Anh ơi em thấy anh đẹp trai. Minh đẹp trai, khoai to và cờ lờ đấy, mày thấy chưa? Toàn mấy thằng đực. Chỉ có mấy thằng đực nó khen mình đẹp trai đi tải thật đấy. Cuộc sống thật bất công. Cái số học cơ khí nó đã khổ từ ngày học đại học đến tận bây giờ. Thứ bảy tuần sau sinh nhật Linh à? Mà thằng này nó có người yêu rồi nhỉ? Kệ mình. Là ngày bao nhiêu ta? Ngày 28 tháng 9. Anh ơi anh đổi kiểu tóc và trông anh chiến thần quá. Anh hôm nay anh cắt tóc anh thấy ngứa ngứa tay quá thì anh đổi kiểu tóc luôn. Anh có job nào cho khóa học Conan không? À Conan à? Conan thì mày lên lên web đầy. Conan thì mày lên web mà học. 10 ngày nữa sinh nhật em, lại lại sinh nhật mày. Cũng sắp sinh nhật anh rồi. Hóa học không anh? Không. Đây là hóa học gì? Ở đây là hóa học tiếng Nhật. Khoa học tiếng Nhật từ N5 đến N2. Trong đêm tối là đi về đâu? Em tự động hóa Hanu đi Nhật nhiều việc không anh? Nhiều. Nhiều nhưng phải học tiếng Nhật đi nhá. Phải có tiếng Nhật mới nhiều. Quên mất còn hộp sữa chua ăn nốt. Và to anh chuẩn đấy à, cũng không chuẩn lắm. Ô, trên 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 YouTube trên trên YouTube nó bị ngược ngược lại với cả cả top có job méo biết tiếng chỉ biết báo và tấu hài không em, chuyển việc thôi học tiếng Nhật đi anh. Anh không biết tiếng anh có thể inbox em giới thiệu cho anh khoa học tiếng Nhật đấy, thì khi có tiếng thì nó lại khác ngay. Thật tình cờ anh em có tiếng anh em có thể có job, anh em không có tiếng anh em có thể có khóa học. Chỉ có cái là một đằng là free và một đằng mất tiền rồi, nhưng mất tiền để đổi lại cái free. Ô tô học cái khoa Nhật đi không mà xe điện được, tôi làm thiết kế đi em, xe điện thì phải làm điện em ạ. Anh có khoa học làm giàu hay chơi chứng khoán
crypto không? Những khoa học đấy thì chúng mày chỉ có vé mo. Anh mà dạy mấy cái khoa học đấy thì chúng mày chỉ có vé mo thôi. Cho nên là khoa học đấy thì đi tìm thầy khác đi em ạ. Mới sang đi làm về mệt không muốn học. Không học thì nó còn mệt nhiều. Bây giờ học thì sau này đi làm về nó không mệt nữa. Chứ bây giờ mà không học là ngày nào nó cũng mệt như ngày nào. Sinh nhật là thằng Nhật sai làm việc, tụi anh cứ qua Canada. Nó lắc đầu. Toàn lắm. Tối nay hamster combat chia Europe này. Mày nói cái gì ấy? Mày nói cái gì anh không biết. Nên dùng app mà gì dùng app nào nữa. Anh thường dùng cái đấy thôi. Cắt xu là cắt thế nào? Không biết tiếng nào là cần là không bị đi dọn vệ sinh. Nó có tuyệt vời, có tuyệt vời luôn. Thực ra là anh em không biết tiếng lại tốt à? Không biết tiếng thì không phải đi dọn vệ sinh. Trong đêm tối đi về đâu? Ơi trời ơi, còn nốt hộp sữa chua nốt đi. Dạo này mắt mũi mở lắm rồi. Không có anh em nào ở Việt Nam tìm job không? Giờ này Việt Nam nó rất nhiều job. Cái quả sữa chua thạch này, à, thạch dừa này nhé, ngon lắm. Thơm. Thơm ngon. Tăng ca cả tuần thì có học được không anh? Thật ra thì nếu mà tăng ca mệt quá thì khả năng là không học được thật. Nhưng mà rảnh nữa phải học chứ. Học để mô chuyển việc, học mà để làm việc. Chuyển sang chế độ quốc bằng. Đâu. Ăn mỗi quả cam với sữa chua thôi mà. Tiếng Nhật. Nhật gốc chất mấy cái N1 cũng bị chửi rồi. N6 lại nó bị chửi rồi. Thế vào chương trình đang review khóa học rồi ông anh ấy cứ cổ súy cho việc không học tiếng Nhật. Có chán không gì? Anh phải bảo là học tiếng Nhật đi, các em không có tiếng Nhật anh đi làm khổ lắm, em mới có cái để bốc phét chứ đi. Anh bảo cứ bảo là không có tiếng Nhật thì không phải đi dọn vệ sinh, không có tiếng Nhật thì không bị chữ. Thế học đồng mỗi thứ bảy rồi thôi, ok. Y bọn anh tư vấn cho. À không, anh tư vấn thì khả năng chúng mày lại chán. Anh sẽ bảo một bạn nữ rất là xinh gái chưa người yêu tư vấn cho chúng mày. Mày nghỉ luôn. Ủa, tỉnh 36 là ở đâu nhỉ? Tỉnh 36 như là mãi thích cuối cuối Nhật Bản hay sao nhỉ? Trong đêm tối đi về đâu? Lạc em Thảo đúng không? Em nói Phương Thảo à? Phương Thảo thì có tư vấn kỹ sư thôi. Cuối gì? Cách hiểu có cậu à thế?
anh chắc gọi cái gì ta, anh rút rút tiếng Nhật đủ để cãi sếp, sếp chỉ cần hé ra là cái này anh bật luôn. Ba sáu bên Nhật cơ mà không phải ba sáu Việt Nam. Bên Nhật thì thường là một năm mới được tăng ca, không vào phát có việc tăng ca luôn. Ăn sữa chua mà ăn thìa thì còn gì, là vị ngon của sữa chua, ăn, ăn sữa chua nó phải ăn như này ngon này. Có tiếng Nhật nhưng không có kinh nghiệm có sao không? Không có kinh nghiệm phải có L2. Đấy, còn có kinh nghiệm phải có L3. Để nếu như anh em thiếu là nào, anh em có ý hốt mình và mình có khóa học cho anh em học. Vậy thôi chuyển việc anh liên hệ. Anh không liên hệ Thảo. Thì mày bây giờ mày thích mày cứ nhắn tin cho Thảo luận được, làm sao mà mày phải. Mày thích mày cứ nhắn tin cho Thảo luôn. Nhưng khổ lỗi mày mày lại ở tận đấy cơ em ạ. Tận Đà Nẵng cơ em ơi. Vậy IoT qua đó 35 lên siêu được 550 không? Chắc chắc được đấy. Chắc được đấy. Lê Phương Thanh. Lê Phương Thanh rất chịu khó gửi quà. Kiều ơi. Mày mày bị tranh tranh mất vị trí đầu đầu bảng nên tặng quà đấy em ạ. Làm việc chân tay Nhật làm như trâu như chó bị chửi xem mà anh em N6 đâu cố gắng không sao đó, thấy chưa anh em, thấy anh Hoàng phải chưa đó, anh em phải học tiếng Nhật vào thì làm việc nó mới không không vất vả. Thì không học tiếng Nhật là bọn Nhật nó chửi nó không biết gì, không cãi lại được. Cái xà kia mua nhiều á, một man. Sao lại 750 yên sayonara là sao đấy? Thôi thôi đừng đừng tặng hoa nữa các bạn trẻ. Tán sang tán cái Nhật khó không, anh chưa tán cái Nhật bao giờ, anh biết đâu anh biết làm sao được. Thôi đừng tặng hoa nữa để người ta comment đi, ai đứng cứ tặng hoa đấy gì là tách gì LGBT à anh, là sao không, tức là khoa học này thì nó tích hợp cả GLBT lẫn đây luôn, cho qua luôn. Tóc đẹp đây ok. Ice mask. À, tôi cho mask có cả sóc đấy. Để hai bạn tóc hoa nhau đi. Chưa tài đâu. Bao giờ anh đến vợ? À, bao giờ đến vợ để em gì? Chết rồi khả năng hôm nay. Hôm nay bộ môn tặng hoa tặng quà này tí tí nữa khả năng có thằng nó tặng cho cái con sư tử chết. Anh không nhận đâu nha Hiệp nhá, anh không nhận sư tử đâu, mày đừng tặng sư tử cho anh báo trước. Ô. Bằng CMOD N2 đã qua là một được nhận không anh? Được. Ủa, anh em chả đi hỏi khoa học tiếng Nhật nhỉ? Thôi từ từ. Mấy cái thằng này cứ tặng quà đi để mình giới thiệu lại một vài khoa học tiếng Nhật cho các bạn. Đấy. Nói chung là khoa học từ N4, từ N5 đến N2. Vừa Kaiwa, vừa GLBT. Có cả thêm tiếng Nhật thương mại luôn. BJT luôn. Ba thằng nó thi nhau tặng quà
Chết, hôm nay like tí ra nhận 500 đô ván đầu. Mọi người tặng đây thì làm thôi, thích thích chai gì tặng này thôi chứ nhìn thì nó không được bao nhiêu đâu, nó được mấy, được 0,05 đô thôi. Ừ. Giáo viên toàn thạc sĩ dạy mà. Giáo viên có chất lượng dạy mà. Thua đường đua nhậu có thắng bằng thả. Hiệp ơi, mai lên trốn thành đô, nhà xe rực rỡ. Anh đừng quên bến đò ngang con sông nhỏ trốn em chờ. Là hai đầu Việt IT có gió không? Có. Đấy, thấy chưa? Có là hai phát job đầy luôn. Thì có là hai phát là job còn đống luôn. Nói vui thôi, muốn kiếm lương cao phát triển bản thân cố học đấy chứ đúng không? Em nói thật với anh ngồi cả buổi với anh mà nói được câu hay. Lương vào khoảng bao nhiêu? 21 hay 23? Cái gì? Anh ơi, khi nào về Hà Nội em mời anh cốc nước nhé. Nước gì? Nước gì? Mày ở đâu? Cho anh xin địa chỉ. Anh ơi, chờ em có chương trình đào tạo nhân miễn phí cho công ty tài Nhật tài trợ, nhưng nội dung công việc là vận hành máy cắt gọt thì có ổn không? Không. Vận hành máy thì có là học. Mày thà mày bỏ 3 triệu ra mày học khóa Nhật tiếng Nhật bên anh xong rồi mày đi tìm job khác còn hơn. Chứ mày học cái đấy là mày phải đi làm vận hành máy nhé. Tóc mới đẹp trai của anh ok. Ai tôi ra mas. Thật ra anh không vui lắm em ạ. Tại vì mấy thằng được khen anh cũng không thấy vui lắm. Còn trường phái mèo muốn suy nghĩ mèo mèo biết tiếng còn hơn trò sướng hơn thì giao tiếp nó đã không chửi. Nói vừa vừa nói câu trước câu sau xong. Vừa câu trước câu sau các em học đi không khổ. Lâu lắm mới thế anh. Ai vậy? Anh không biết em là ai cả. Nước dừa. Nước dừa. Được, mày cho anh cái địa chỉ này. Anh ra Hà Nội mà không có chỗ chơi anh nhắn mày. Ông anh lại mới cắt tóc khoảng 2 tuần cắt một lần. Tuần nào chẳng cắt. Họ có tương lai không ạ? Có thể ở Việt Nam có tương lai. Đừng vận vận hành máy. Vận hành máy nói đúng ra thì nói thẳng tắp là giống như các bạn đi làm khu công nghiệp vậy. Anh đã về Việt Nam rồi à? Không, đã về đâu? Chưa về. Đợi xem có dịp mà. Để xem có dịp mới về. Tức là tóm lại là các bạn không nên đi cái đơn vận hành máy. Thế cho nhanh. Vận hành máy là cái gì? Nếu như các bạn muốn tất nhiên là ở Nhật Bản thì có rất nhiều người đang làm vận hành máy. Mình mà là nói thì có mình mà làm video về cái này có thể động chạm rất nhiều anh em, nhưng mà thật sự thì anh em mà không không nên đi làm vận hành máy nhá. Trước tiên là các bạn cứ phải đi theo mấy cái job liên quan đến thiết kế lập trình hay là kiểm tra đánh giá linh kiện hay bảo trì bảo dưỡng. Nhưng mà trước tiên là học tiếng Nhật đi.
Anh em nào vào sau thì tôi giới thiệu lại cái video ngày hôm nay là video quảng cáo khoa học tiếng Nhật nhé. Có một vài khoa học tiếng Nhật từ L5 đến L4 tích hợp Kaiwa với cả GLBT do các giáo viên trình độ cao chất lượng giảng dạy. Mày lại cười, cái thằng này mày lại cười gì? Mày chỉ cười thôi mà cứ thấy quảng cáo cái nào mày cười. Mày phải để anh quảng cáo chứ. Đúng rồi, vận hành máy thì ở Nhật nên đang làm rất nhiều. Ok, đợi anh tí, anh like xong rồi anh trả lời nhé. Nhưng mà vận hành máy thì nó nhiều công việc, nó có thể nhàn nhưng mà cũng có nhiều công việc nó không nhàn thế nào đâu. Nhiều cái nó bảo là làm vận hành máy nhưng thật ra nó sang nó cho đẩy xe rùa hay là trong chỗ bốc vác ấy. Web 2 năm được bao nhiêu anh? Mày 2 năm sau mới biết. 2 năm sau biết mày lo gì? Học tiếng Nhật đi, cuối tháng 12 thi đỗ là 2 nhé. Xong rồi là e-board đây. Lái xe công trình. Nhiều mà, nói chung là nhiều. Nói chung là cái chữ vận hành máy thì nó có thể đẻ ra được rất nhiều thứ. Vận hành máy các bạn, việc các bạn bê một cái gì đấy nó cũng là cho vào máy, nó là vận hành máy. Học kanji như thế nào vậy ạ? Học kanji thì nó nhiều cách học, nhưng mà cách học của anh ấy là học thuộc mặt chữ. Và thật tình cờ và thật bất ngờ khi mà em hỏi đến học kanji như thế nào, thì khi mà em tham gia khóa học của bên anh thì bên anh sẽ tặng em một khóa học kanji free. Kanji học free. Bây giờ mới đang là 40 phút. Giờ này đi làm, giờ này đi làm mỏi quá. Anh em có thấy chữ mệt mỏi bơ phờ trên khuôn mặt tôi? Tuyệt, tuyệt sự là vậy. Selman này dẻo mỏ quá, cua mượt. Không, anh nói thật. Anh nói thật nhé. Mặc bộ vest uy tín thôi. Vest ngày nào áo trắng này. Chán này. Anh biết lập trình. Biết anh biết lập trình C cộng cộng nhé, C cộng cộng, C#. Học thì học cho giỏi, biết đập bài vào bóp thì chỉ có nghe thử với vì sao vậy. Thế thì các bạn phải học từ L5 đến L2 luôn, học liền tù tì luôn từ L5 đến L2. Chứ học lát nhát các gác thì vẫn bị chửi đúng không? Cuối cùng thì thằng Hiệp Gà nó vẫn là người tặng hoa nhiều nhất. Dạo này ít người xem anh nhỉ? Đâu, bình thường vẫn thế này mà. Lúc đầu cũng nhiều, nói chung là tầm 50 người. Ngày xưa cái ngày mà lúc chưa chuyển trọ là nó cũng được hơn 100 người đấy, cũng 180 người trả lời tin nhắn mệt nghỉ. Nhưng mà dần dần kiểu như người ta xem anh nhiều quá, người ta biết rằng cái máy khóe tuyển dụng hay là cái nội dung công việc tuyển dụng nó cũng không có gì đổi mới, thì khả năng sắp tới content nó sẽ chuyển sang bộ môn tiếng Nhật đi cho nó đổi mới nhỉ.
Sao lại lương vẫn thế, lương nhiều hơn chứ, có job nào két không kinh nghiệm không bạn? Không kinh nghiệm phải có L2 nhá. Bạn mà chưa có L2 thì mình có khóa học L2 cho bạn đấy. Anh phải làm YouTube nhiều, tại sao phải làm YouTube nhiều vào hỏi em? Tại vì làm YouTube nói đó nó ít view, với cả mất rất mất mất nhiều thời gian. Ngày xưa sao anh sang Nhật để xóa xóa mù chữ thôi mà. Sang Nhật để xóa mù chữ. N3 bên đó có tuyển phần cứng lắp ráp sửa chữa máy tính không? Lắp ráp mà sửa chữa máy tính á? Lắp ráp sửa chữa máy tính không, lắp ráp các phần mềm khác cơ, các pháp các bộ phận khác cơ. IT phải là hai. Chứ xem khóa học L4 L5 này có cái gì đặc sắc à? Khóa học L4 L5 có bao nhiêu buổi? Hai giai đoạn trên 45 buổi, tức là 90 buổi à? 40 buổi kiến thức chuyên sâu L5 tích hợp 25 Kaiwa chủ đề giao tiếp đời sống, ôn tập kiến thức L5 này, luyện thi này, ôn tập kiến thức L4 này, luyện thi này. Ồ. Học ở online các bạn có thể học vào 2 khung giờ, học 2 tiếng 20 giờ, 22 giờ, 21 giờ, 23 giờ, một tuần 3 buổi. N3 một năm dùng Solid thiết kế có đơn không? Bây giờ đang làm Solid thì có đơn. Bây giờ đang làm Solid có đơn. N3 thì thật ra là nó cũng có đấy, nhưng mà cũng cũng phải nói thật là hơi bị khoai, tại vì nó mới phải có L2 cơ, và công ty hơn năm chưa thấy thưởng. Thế thì anh chịu. Có job nào dạy về IT không ạ? Job có lớp học dạy về IT không á? Thế thì để xem có đơn vị nào booking không đã. Bây giờ anh chỉ có khóa học học tiếng Nhật thôi. Tiếng Nhật thì nó sẽ dao động vào khoảng tiếng Nhật nó sẽ dao động vào khoảng 3 triệu hơn cho đến 4 triệu hơn tùy từng khóa. Và tiếng Nhật thì nó có GPT kết hợp cai qua không, anh không dạy, anh chỉ anh làm sao mà anh dạy được. Thật ra anh dạy được thôi, nhưng mà sẽ có người chuyên gia người ta dạy chứ, có người bằng cấp thạc sĩ cái đàng hoàng người ta dạy chứ. Học từ L5 lên L3 bao lâu á? Học từ L5 lên L3 nhanh thì khoảng 1 năm, bình thường thì 1 năm rưỡi, kiểu như vào và chơi. Đừng có nhận book của Phoenix nhà anh nghiệp lắm. Phoenix là cái gì? Là khoa học của IT ấy hả? Anh tự cắt. Hi đại ca, live sắp 48 phút rồi, 50 phút đến nơi bây giờ mới vào à? Mày học em. Đầu lay cháy thế anh. Từ giờ trở đi đầu anh nó sẽ cháy như thế này. Không, cắt tóc như này dễ nhá. Cắt tóc như này là dễ hơn cắt thế kia nhá, tức là chỉ cần để cái tay như này thôi. Đấy, cầm cái kéo đoạn nào nhô lên, nhô nhô này cắt là xong.
nó cứ khoảng độ ba ba phân thôi. Tóc này như kiểu tóc bộ đội, chẳng qua bộ đội ngắn hơn tí. Cạp khuê à, thằng này là thằng gì nhỉ? À tối humani kinzo bidatane, à tối humani kinzo bidatane. Oh my. Phan Nhật Khang có là mấy em nhỉ? Có là ba rồi à? Là ba là hai nhỉ? Thằng này 2K6 ấy, 2K6 nó học tiếng Nhật có là ba là hai đấy. Rồi lên rồi mấy nữa nó lại có là một đến nơi. Nói chung là mấy anh em mà xem mình là rất chịu khó tiếng Nhật. Mỗi tội là bây giờ mình có khoa học cho anh em học. Inventor ở Việt Nam có nhiều job không anh? Inventor ở Việt Nam có công ty Tân Phát đấy. Công ty Tân Phát có tuyển Inventor, anh từng làm đấy rồi. Tân Phát ở Hà Nội. Đâu là bốn vất vả của anh? Có là bốn vất vả cái gì? Mà có muốn học bên trung tâm anh không ạ em? Muốn học bên trung tâm anh thì inbox anh tư vấn cho. Bên anh nhiều job lon IT, à, lon kinh nghiệm không ạ? Lon kinh nghiệm thật ra là cũng có nhưng mà yêu cầu tiếng nó cao. Không kinh nghiệm thì yêu cầu tiếng phải cao nhé. Đang học là ba ok, đang học là ba mà biết biết à túi Kim Jo bị đặt tàn đi là cũng ghê gớm đấy, mày cũng ghê gớm em. Học là ba mà biết cả à túi Kim Jo bị đặt tàn nè. So nè. Issue cả hai cái tàn tàn nè. Solid Work ở Nhật có nhiều job không? Có, rất nhiều job. Sao lại xong bọn này đi ngủ luôn này. Tóc có được phết nhỉ? Từ giờ để kéo tóc lại được. L3 không nghiệm có đi với anh không? L3 phải có không kinh nghiệm phải có L2 nhé. Không kinh nghiệm phải có L2 đi. Các bạn không nghiệm phải có L2 gì nhỉ? Anh chia sẻ kinh nghiệm phỏng vấn đi á. Kinh nghiệm phỏng vấn để hôm nào mình làm một cái video về các cái câu hỏi phỏng vấn. Thật ra thì đợt vừa rồi có một thằng nó vừa phỏng vấn xong và nó vừa viết lại cho anh một đống câu hỏi, ví dụ như là nó hỏi từ khi sinh viên, từ thời sinh viên còn học cái gì, từ thời sinh viên học môn học gì, tại sao sang Nhật, xong rồi kinh nghiệm hiện tại, nó hỏi sâu lắm. Xong rồi cái đấy mình sẽ có một cái video về cái đấy. Nhưng mà trước tiên ngày hôm nay thì là mấy cái khoa học tiếng Nhật đã. Thì là 4 là 5. Không, rồi là 4 là 5. Là 5 là 2. JVT tích hợp và Kai Hoa. Nhận phỏng vấn muốn biết hỏi anh nhỉ? À hỏi hỏi anh nghe, hỏi anh chứ không hỏi hỏi em gì. Hỏi anh nữa hả? Thôi em xin anh. Anh buồn cười thật thì anh cứ hỏi anh nhé chết. Phỏng vấn job làm chân tay vào cười là đủ. Méo cần chuẩn bị gì? Từ N3 lên N2 mà khác bọt, từ N3 lên N2 chẳng có gì khác bọt. Nếu mà từ N3 lên N2 mà cái khác bọt nhất thì đấy là cái kanji thôi. Kanji nó nhiều hơn thôi. Còn từ vựng thì các bạn học là 3 880 N2 bao nhiêu, 800 bao nhiêu? 1.000 đi. Là đủ.
có từ N2 N1 nó mới khắc bọt thôi. Từ N2 N1 các bạn phải học gấp gấp 3 lần, gấp 4 lần thì may ra nó mới hẳn. Mời tham gia đội của bạn là sao? Ô, thằng Hiệp đâu rồi? Cái khó nhất là 5, đúng rồi. Cái khó nhất phải là 5. Là 5 mới là cái khó nhất. Từ nào học kanji từ đây? Em học từ vựng theo kanji sau này học khỏe ghê. Học kanji tốt thì các bạn học từ vựng sẽ nhanh. Tại vì từ vựng nhìn thường là sẽ nhìn kanji xong để đoán đoán phát âm. Cái khó nhất là N4 N2 chỉ có lười nếu học. Học được là ý, ý anh là học được N5 là sẽ học được những N còn lại đúng không? Từng ngày gấp thêm có tí vân 30 ngày thần tốc đỗ là 40 có cái gì à, 30 buổi học, 30 ngày đây là 30 buổi học nhé, chứ không phải là 30 ngày từ trong một tháng. Trong nhóm có 6 đến 12 học viên. Là 4 dưới là 5 à? Đúng rồi, là năm khó mà là nhưng mà với cả là 4 là 5 thì nó là ấy, nó là cái gốc cho nên anh em phải học cái là 4 là 5 cho nó chắc vào. Là 2 nhưng phỏng vấn không trôi cũng chả năm. Thật ra thì nói đúng ra thì cái học đến N2 mà cai qua chưa tốt thì cũng hơi về ván đầu, tại vì học đến N2 cũng có nhiều trường hợp mà cai qua không tốt lắm. Biết tiếng Trung học kanji nhanh người ta lại còn biết tiếng Trung nữa. Anh ơi học BG next sau đi siêu dễ không? Thật ra nó cũng có những cái ngành tuyển những cái vị trí đấy, nhưng mà như anh tuyển thì là hơi khó, bởi vì bên anh yêu cầu học kỹ thuật cơ. Bảo thằng giám đốc của tao vào làm việc chứ không vào nói chuyện. Bên anh toàn job nhân viên chính thức của công ty phải không? Đúng rồi, toàn nhân viên chính thức ấy, toàn sẽ in hết. Mà lờ với lụng. Sắp tới Noel mà học bục mặt của anh ơi, chưa kịp kiếm người yêu đã chơi Noel thôi. Mày xin mày, mày cũng cũng gớm cái ông cũng Noel cái. Đây, ui rồi rồi. Đây thằng nào vừa hỏi về về kinh nghiệm phỏng vấn nhỉ? Đây thằng này nó vừa nhắn tin cho anh một đống này. Đấy, nó hỏi là ví dụ rất nhiều câu hỏi. Ui, nó vào một sớ luôn. Nhà mày có gia đình chưa? Lần này mày tới thì ai? Mày ở gần ga nhà nào nhất? Để mày mày có làm được ca đêm không? Này, công việc hiện tại làm về cái gì này? Một tháng mày tăng ca bao nhiêu tiếng này? Mày 4 tháng kiên siêu thì mày làm cái gì này? Không rồi thì giả sử thì mày có thể nhận lai tê, nhận lai tê khi nào mày có thể lưu xạ này. Đấy, học đại học tham gia hoạt động gì này? Không, cái quan trọng là
Em phải trả lời nó mượt mà. Cái quan trọng là phải trả lời mượt mà cơ. Câu hỏi thì dễ nhưng mà nhiều cái kiểu như mình nó hỏi mình xong mình trả lời nó bị vấp đấy thì là fail. Thế thôi. Ôi, có 19 người xem à? Đi ngủ bây giờ. Lại 1 tiếng rồi. Rồi. Chào anh em. Hẹn anh em tuần sau. Ủy viên Bộ Chính trị. Em mới vào hi anh ơi, hi em. Anh đang chuẩn bị đi ngủ rồi. Rồi chào anh em trên chào anh em trên phở bò trên YouTube nhé. Chào anh em trên top top luôn nhé. Hẹn anh em thứ 6 tuần sau nhé. Bye anh em. Đi ngủ rồi, đến giờ đi ngủ rồi. Buồn ngủ quá. Cả tuần vất vả. Bye anh em nhé.